Xin kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay chúng ta bước vào tuần 1 chính tả bài Dế mèn bên vực kẻ yếu. Để bắt đầu tiết học, chúng ta sẽ khởi động bằng một câu hỏi. Trong câu chuyện Dế mèn bên vực kẻ yếu có những nhân vật nào? Các bạn sẽ nhớ lại bài tập đọc phía trước chúng ta đã học để trả lời cho câu hỏi này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay, chính tả, nghe, đọc, dế mèn bên vực kẻ yếu. Bây giờ các bạn hãy tập trung nghe cô đọc đoạn chính tả ngày hôm nay chúng ta sẽ viết. Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị nhà trò đã bé nhỏ, lại gầy yếu quá. Người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng. Hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chuồn chuồn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe, cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị nhà trò vẫn khóc. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về đoạn viết qua một số câu hỏi. Cô có câu hỏi số 1. Trong bài viết có những chữ nào phải viết hoa, vì sao? Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời nhanh cho cô nhé. Cô có từ 1, tôi, đi, nhà trò, chị nhà trò, chị, hình, tôi, nhà trò. Vì sao chúng ta phải viết hoa? Đó là vì đó là chữ đầu câu, chữ đầu đoạn và chữ ghi tên riêng. Các bạn có đáp án giống cô không? Bây giờ các bạn hãy quan sát đoạn chính tả chúng ta sẽ viết và nêu các từ tiếng khó, dễ lẫn khi viết chính tả có trong bài viết. Và cô cũng có một số từ như cỏ xước, nhà trò, tảng, cuội, mỏng, chuồn chuồn. Bây giờ các bạn hãy quan sát một số từ có trên màn hình giúp cô. Cỏ xước, tỉ tê, chuồn chuồn, nhà trò. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết bài. Các bạn chuẩn bị tập vở và chú ý cho cô tư thế ngồi và cầm bút của mình cho đúng nhé. Các bạn xuống hàng, lùi vào ba ô, viết cho cô tên bài chính tả. Dế, mèn, bên, vực, kẻ, yếu. Dế, mèn, bên, vực, kẻ, yếu. Dế, mèn, bên, vực, kẻ, yếu. Các bạn lùi vào một ô và bắt đầu viết bài. Một hôm, phẩy. Một hôm, phẩy. Một hôm, phẩy. Qua một vùng. Qua một vùng. Qua một vùng. Cỏ xước xanh dài, phẩy. Cỏ xước xanh dài, phẩy. Cỏ xước xanh dài, phẩy. Tôi chợt nghe. Tôi chợt nghe. Tôi chợt nghe. Tiếng khóc tỉ tê chấm. Tiếng khóc tỉ tê chấm. Tiếng khóc tỉ tê chấm. Đi vài bước nữa phẩy. Đi vài bước nữa phẩy. Đi vài bước nữa phẩy. Tôi gặp chị nhà trò. Tôi gặp chị nhà trò. Tôi gặp chị nhà trò. Ngồi gục đầu. Ngồi gục đầu. Ngồi gục đầu. Bên tảng đá cuội chấm.
bên tảng đá cuội chấm bên tảng đá cuội chấm. Cô sẽ đọc lại đoạn này cho các bạn dò lại một lần. Một hôm phải qua một vùng cỏ xước xanh dài phẩy, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê chấm. Đi vài bước nữa phẩy, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội chấm. Các bạn xuống hàng lùi vào một ô, chúng ta tiếp tục viết. Chị nhà trò đã bé nhỏ. Chị nhà trò đã bé nhỏ. Chị nhà trò đã bé nhỏ. Lại gầy yếu quá phẩy. Lại gầy yếu quá phẩy. Lại gầy yếu quá phẩy. Người bự những phấn phẩy. Người bự những phấn phẩy. Người bự những phấn phẩy. Như mới lột chấm. Như mới lột chấm. Như mới lột chấm. Chị mặc áo thâm dài phẩy. Chị mặc áo thâm dài phẩy. Chị mặc áo thâm dài phẩy. Đôi chỗ chấm điểm vàng phẩy. Đôi chỗ chấm điểm vàng phẩy. Đôi chỗ chấm điểm vàng phẩy. Hai cánh mỏng. Hai cánh mỏng. Hai cánh mỏng. Như cánh bướm non phẩy. Như cánh bướm non phẩy. Như cánh bướm non phẩy. Lại ngắn chùn chùn chấm. Lại ngắn chùn chùn chấm. Lại ngắn chùn chùn chấm. Hình như cánh yếu quá phẩy. Hình như cánh yếu quá phẩy. Hình như cánh yếu quá phẩy. Chưa quen mở phẩy. Chưa quen mở phẩy. Chưa quen mở phẩy. Mà cho dù có khỏe. Mà cho dù có khỏe. Mà cho dù có khỏe. Cũng chẳng bay xa được xa chấm. Cũng chẳng bay được xa chấm. Cũng chẳng bay được xa chấm. Tôi đến gần phẩy. Tôi đến gần phẩy. Tôi đến gần phẩy. Chị nhà trò vẫn khóc chấm. Chị nhà trò vẫn khóc chấm. Chị nhà trò vẫn khóc chấm. Cô sẽ đọc lại đoạn thứ hai cho các bạn dò lại. Chị nhà trò đã bé nhỏ, lại gầy yếu quá phẩy. Người bự những phấn phẩy, như mới lột chấm.
Chị mặc áo thun dài phẩy đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non phẩy lại ngắn chùn chùn chấm, hình như cánh yếu quá phẩy chưa quen mở phẩy, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa chấm, tôi đến gần phẩy chị nhà trò vẫn khóc chấm. Hết bài. Bây giờ cô sẽ đọc lại toàn bài cho các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Nếu như bạn nào không viết kịp thì có thể nghe lại để các bạn viết cho đầy đủ bài. Dế mèn bên vực kẻ yếu, một hôm phẩy qua một vùng cỏ xước xanh dài phẩy, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê chấm, đi vài bước nữa phẩy, tôi gặp chị nhà trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội chấm xuống hàng. Chị nhà trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn như mới lột chấm, chị mặc áo thun dài phẩy đôi chỗ chấm điểm vàng phẩy, hai cánh mỏng như cánh bướm non phẩy lại ngắn chuồn chuồn chấm, hình như cánh yếu quá phẩy chưa quen mở phẩy, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa chấm, tôi đến gần chị nhà trò vẫn khóc chấm. Bây giờ các bạn sẽ quan sát trên màn hình bài chính tả hôm nay chúng ta viết để kiểm tra lại một lần nữa nhé. Để tiếp tục bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước qua phần luyện tập. Bây giờ chúng ta bước vào bài tập thứ nhất, điền vào chỗ trống L hay N. Các bạn sẽ quan sát đoạn văn, sau đó điền cái đáp án của mình vào, sau đó các bạn sẽ cùng nhau kiểm tra với cô nhé. Và đây là đáp án của cô, các bạn quan sát xem mình đã làm đúng hay chưa nhé. Không thể lẫn chị chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình nở nang, rất cân đối, hai cánh tay béo lẳng, chắc nịch, đôi lông mày không tỉa bao giờ, mọc lòa xòa tự nhiên, làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi. Chúng ta đã nghe viết bài chính tả và luyện tập với từ dễ lẫn L và N. Ở nhà, các bạn sẽ luyện viết các tiếng khó trong bài, viết cho đúng và đẹp nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học tốt.